Như mọi người, hôm nay mình sẽ ăn bạch tuộc sống hay kiểu sashimi nha mọi người. Là bạch tuộc khổng lồ trọng lượng gần 2kg. Vậy thôi chứ ngoài to lắm mọi người. Khi rửa sạch mình sẽ đem đi trần nước sôi tầm 2-3 phút thôi nha mọi người. Mình trần sơ cho nó sạch hay sao á. Lúc mua mình nói với cửa hàng là muốn ăn sống. Bên cửa hàng hướng dẫn cho mình kiểu này nè. Khi trần cỡ 3 phút thì mình sẽ lấy ra. Mình sẽ cắt hai kiểu từ râu lớn. Thì vốn dĩ bạch tuộc rất là dai. Mọi người có thể cắt lát mỏng hoặc là để một râu ăn luôn. Nguyên cái râu ăn sẽ rất là đã nhưng có điều sẽ hơi bị dai nha mọi người. Giờ mình sẽ pha nước tương với wasabi. Tí chấm nó ăn nha. Nào thích ăn cay nào thì cho wasabi nhiều lên. Sẽ ăn kèm với nước tương và nước chấm hải sản luôn. Trời ơi, nó to dữ quá. Mình cầm mà mình mỏi tay luôn đó mọi người. Lần đầu tiên ăn con này mà bỡ ngỡ luôn đó mọi người. Không nhận ngon thiệt. Ngọt kinh khủng luôn. Mà nó giòn sực sực rất là ngon nha. Con này rất là bự nên chắc ngày mai mình sẽ nướng sa tế mình ăn quá. Mình cảm thấy rất là đáng tiền khi mua con bạch tuộc này nha mọi người. Ngon vừa ngọt vừa giòn dai dai. Mình thấy chấm cái gì cũng ngon hết trơn. Sốt chấm hải sản hoặc là nước tương với wasabi cũng ngon luôn. Này chắc mình ăn 2 ngày mới hết quá.